lên chia sẻ cái video này luôn. Tốt lắm. Quả nó lấn ở ngoài đường không à. Tôi chỉ còn biết đầu đi. Đâu đi. Đây này, anh xem vậy được không? Bỏ cái đầu vào đấy. Không giật mình đúng không? Mình... Thôi, anh nghĩ là thôi. Đầu để diễn đi tắt. Thì là tiêu đề em có cái bàn ngã xe đạp rồi. Xe đạp nhưng em có cái gì đấy? Không cần, em chỉ trượt lên cục gạch em ngã thôi. Còn cái đầu em muốn diễn lúc khác. Thế thì là cái video này nó chỉ đâu tầm 30 phút thôi. Thì diễn một cái thôi. Hôm sau là diễn cái đầu kiểu khác, mình diễn mỗi cái đầu còn cái này thì diễn ngã xe đạp, hôm nay là diễn mỗi ngã xe, thôi diễn ngã xe đạp, hôm sau diễn đầu xong. Chưa có ngủ ơi. Tao thấy mẹ hay ngáp cực kỳ luôn. Chưa em ngủ lúc mẹ phát ăn cơm xong 12 giờ em ngủ đến 1 giờ dậy. Mày ngáp kiểu gì? Cái kia nó bắn tắt ngủ mà ăn chung giờ. Sáng sớm cũng ngáp, trưa cũng ngáp, tối cũng ngáp. Mẹ nó ngáp cho tỉnh. Kệ chú mày. À. Không, mẹ ơi, nước tắm không nghe được. Bật to lên. Bật to rồi. Bật 100% lên. Bật không? Đốt.